Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật những thông tin mới nhất vừa được VTC Now tổng hợp. Sau đây là thông tin chi tiết. Ngày 4 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị công bố trao quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Trinh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, giữ chức Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Ông Nguyễn Nhân Trinh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh thay vị trí ông Đinh Văn Duân nghỉ hưu theo chế độ. Cũng được bổ nhiệm từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, còn có các ông Trần Quang Ứng, tỉnh ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh; Hoàng Anh Đức, trưởng phòng nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh; Đoàn Xuân Thanh, Chánh Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh, giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, ngày 22 tháng 7 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Nhân Trinh, tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Khi có dư luận về quyết định chỉ định Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh này đã khẳng định về quy trình công tác nhân sự đối với tân Bí thư Nguyễn Nhân Trinh không vướng quy định nào của Đảng. Sau khi có nhiều ý kiến đặt vấn đề về tính khách quan của việc điều động bố trí nhân sự, khi con trai Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được chỉ định làm Bí thư Thành ủy thành phố thuộc tỉnh này, Ban Tổ chức Trung ương đã có văn bản gửi địa phương yêu cầu xem xét. Cụ thể, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh phải bám sát các quy định, phân tích đánh giá kỹ lưỡng, thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu trong bố trí cán bộ. Ngày 6 tháng 8 năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác cán bộ. Tại hội nghị, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Hùng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh về Thành ủy Bắc Ninh công tác, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng ngày, tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Trọng Tân, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đối với ông Nguyễn Nhân Trinh. Ông Nguyễn Nhân Trinh sinh năm 1984, quê tại xã Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cờ Vua, thạc sĩ quản lý giáo dục. Ông Trinh được kết nạp Đảng năm 2011, là con trai của ông Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 vào tháng 9 năm 2020, ông Nguyễn Nhân Trinh tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa 20. Tiếp tục bản tin là các nội dung đáng chú ý khác. Thành phố Hải Phòng, thông qua ứng dụng INET Việt, các giáo viên có thể tiến hành điểm danh trực tuyến, duyệt đơn xin nghỉ học trực tuyến từ phụ huynh, nhập điểm và nề nếp cho học sinh, chia sẻ hình ảnh, hoạt động của nhà trường, của lớp. Nhờ số hóa dữ liệu của ngành mà các nhà quản lý giáo dục có thể nhìn rõ bức tranh toàn cảnh nền giáo dục địa phương, đặc biệt là chỗ nào mạnh, chỗ nào còn yếu. Chúng tôi có thể biết được tỷ lệ biết bơi của các cháu từ lớp 1 tới lớp 12 cho từng địa phương cũng như toàn ngành. Với cái dữ liệu lớn này, thì từ đó chúng tôi có thể đưa ra các cái việc lãnh đạo chỉ đạo, các chiến lược, các kế hoạch nó sát với thực tế. Vì một trong những cái vấn đề cơ bản khi xây dựng các chiến lược kế hoạch, đấy là số liệu. Còn việc làm thủ tục, hồ sơ trên môi trường mạng hiện không còn là mới mẻ. Người dân, doanh nghiệp giờ không phải phụ thuộc vào thời gian và ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể làm thủ tục qua máy tính, điện thoại khi kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã có hơn 2.700 dịch vụ với trên 100 triệu hồ sơ tài khoản doanh nghiệp. Điều này đã giúp cho người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, thời gian, đặc biệt là hạn chế những tiêu cực có thể xảy ra khi tiếp xúc với cán bộ thực thi công vụ. Số hóa ở đây muốn nói một điều ấy, thay vì cái việc người dân phải mang hồ sơ đến nhập nhiều lần, mỗi một lần thực hiện dịch vụ công thì người dân chỉ duy nhất là nhập hồ đăng ký tài khoản duy nhất và nhập một lần thôi. Vậy thì tôi vẫn là tôi và tôi làm giàu dữ liệu dần.
Như vậy thì toàn bộ hồ sơ của tôi là được số hóa. Số hóa như vậy thì chúng ta sẽ phải có kết nối với các cơ quan và sự chia sẻ các cơ quan. Ngày 3 tháng 6, 2020, Thủ tướng ban hành quyết định số 749 phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu Việt Nam gia nhập nhóm 50 nước dẫn đầu về chính phủ điện tử. Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm các hồ sơ điện tử có giá trị như hồ sơ truyền thống, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống. Đặc biệt Thủ tướng đã không bao giờ đặt vấn đề hình thức, mà chúng ta đi vào cải cách mang tính rất thực chất. Thực chất gì là phải có con số biết nói. Vậy muốn con số nói thì Văn phòng Chính phủ đã cùng với các cơ quan là xây dựng cái bộ chỉ số công cụ đánh giá. Tôi nói ví dụ như là anh ở một cơ quan, anh ở một địa phương, anh nói là công bố dịch vụ công lên nhưng mà thủ tục hồ sơ ít thì cũng không được. Cái dịch vụ công mà nó liên quan đến nhiều thủ tục thì anh phải tái cấu trúc. Anh phải cắt bỏ những cái rào cản rườm rà, sau đó thì anh đưa lên hệ thống. Quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu khi xây dựng chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số là luôn nhìn một cách tổng thể và theo xu hướng hội nhập quốc tế. Khi hành động thì phải nhanh nhất, nhưng bắt đầu từ cái nhỏ nhất, trên cơ sở yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Mùa biển động, đảo Lý Sơn dường như bị cô lập hoàn toàn. Lệnh cấm tàu vận tải trên tuyến giao thông Sa Kỳ Lý Sơn liên tục được các cơ quan chức năng đưa ra. Giao thông giữa đảo với đất liền liên tục bị gián đoạn, khiến mọi hoạt động đi lại và lưu thông hàng hóa giữa đất liền và đảo trong mùa này gặp nhiều khó khăn. Không khí lạnh là bổ sung liên tục, nên động là 10 ngày hoặc mười mấy ngày không vào một tuần, nên tàu bè chúng tôi là em mấy ngày mà chúng tôi cũng phục vụ cho bà con đầy đủ và cũng còn thiếu rất là nhiều. Thời điểm cuối năm, nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hóa của người dân Lý Sơn tăng cao, nhưng không khí lạnh liên tục kéo dài. Vùng biển Quảng Ngãi luôn trong điều kiện thời tiết gió cấp 7, cấp 8, giật cấp 9. Biển động dữ dội khiến việc chủ động nguồn hàng hóa của các đại lý, cửa hàng tạp hóa ra đảo cũng gặp không ít khó khăn, nhất là hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán. Thì khó khăn hơn, hồn về có Sa Kỳ rồi nhưng mà cứ khi biển động có tường nên không có về được, nên hồn hóa nó cũng bắt cặp. Chỉ tính từ cuối tháng 11 và tháng 12, tuyến giao thông Sa Kỳ Lý Sơn đã có hơn 20 ngày bị gián đoạn vì không khí lạnh kéo dài. Biển động không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, lưu thông hàng hóa, cất bốc hàng hóa và đón hành khách lên xuống tàu không mấy thuận lợi. Mọi hoạt động tàu hàng, tàu khách đều chuyển về vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn. Khi thời tiết ổn định là thông báo cho hành khách cũng như các phương tiện để vận chuyển, thứ nhất là vận chuyển hành khách và thứ hai nữa là các cái phương tiện tàu hàng. Thì đặc biệt trong những ngày mà chuẩn bị đón cái Tết Nguyên đón xuân Tân Sửu thì các cái phương tiện tàu hàng cũng nhằm đảm bảo để sẵn sàng phục vụ và vận chuyển hàng hóa về Lý Sơn. Các lực lượng có liên quan huyện Lý Sơn cũng bố trí sẵn sàng phương tiện để trung chuyển khách và hàng hóa dịp cận Tết Nguyên đán, đồng thời lên phương án phối hợp với cảnh sát biển vùng 2 bố trí tàu cảnh sát biển để vận chuyển người dân về đảo ăn Tết nếu thời tiết cuối năm biển động kéo dài, có gió cấp 7, giật trên cấp 7. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.